Phúc ơi, chờ cô tí cô nhắn các bạn vào nha. Sinh học trò thì hơn 7 phút rồi chưa vào á. Kỳ cục. Phúc ơi, chờ các bạn tí nha Phúc ơi. Ok cô. Sao mà 8 giờ 10 phút rồi các bạn mới vào lớp vậy? Hả? Lý do gì? 8 giờ 10 phút mới vào lớp, thế anh bài tập về nhà đâu? Sao chỉ có Hân với Phúc gửi bài tập về nhà cho cô? Không. Bài tập về nhà của thế anh đâu? Sao hôm nào cũng không có bài tập về nhà? Nay chỉ có Hân với Phúc gửi thôi. Tâm gửi hoài cô được. Cái gì? Các bạn học như thế này sao được? Cứ đến giờ học vô lớp là được hả? Rồi thỉnh thoảng làm việc riêng nữa, làm sao mà được? Hả? Thế anh định sao đấy? Định như nào? Bài tập về nhà của thế anh định như nào? Ha. Trả lời đi. Chứ tự nhiên các bạn mất công các bạn làm, còn mình thì không làm mà cô vẫn cho mình học bình thường thì làm sao được? Mình phải làm cái gì đó đi để cô cho học chứ. Mày gửi được Mai gửi nhá, có chắc chắn mai gửi không? Cho cô một thời gian cụ thể luôn. Giờ giấc cụ thể luôn. Mai là mai bao giờ? tầm chưa hoặc chiều cô. À, chắc chắn cho cô mai là mấy giờ? Chưa tầm chưa chưa chiều chiều. Chắc chắn nhá, nói lại một lần nữa, con sẽ gửi bài vào mấy giờ ngày mai? Tầm 3 giờ chiều hoặc là sớm hơn. Ok, Ok, 3 giờ chiều hoặc sớm hơn đây, cả lớp nghe nhá. Ủa sao em bật cái quạt này mà vẫn nóng vậy ta? Nay trời nóng dữ. ngoài Rồi nhà bây mưa giờ này. Ở ngoài kia đang mưa. À, mới gọi điện về cho ba mẹ thấy bảo Nghệ An mưa to lắm. mưa Nào ấy đi. Gì nhỉ? Bây giờ xem cái bài cũ.
Ok, giờ cô sẽ chữa bài tập về nhà cho Hân và Phúc. Hân và Phúc đã gửi bài. Các bạn xem lại bài cũ một tí đi, xong cô bật lại cái ấy cho. Cô bật bài tập về nhà cho các bạn. Hân chú ý là nộp bài tập về nhà thì bất kể một cái bài gì mà liên quan đến nói mình phải gửi video cho cô, không thể ghi âm được. Ghi âm cô sẽ không thể check khẩu hình miệng của mình để cô chữa bài cho được nha Hân. Lưu ý. Bây giờ các bạn nghe để các bạn chữa bài này. Nộp bài ạ. Chị. Program. Program. Question. Non-fit Rosie in the European Queens. Rosie. Mình đọc cô cảm giác như cô chả nghe được từ gì cả, mình phát âm mà cô cảm giác cô chưa nghe được cái từ gì, cô không nghe ra một cái từ gì cả. Trước khi đọc ấy thì các bạn đáng lẽ là phải check check qua cái, nghe qua cái, đọc đi đọc lại theo người ta. Cái bài đọc này chứng tỏ là gì đây, các bạn đọc không có kỹ, chưa có đọc theo người ta, các bạn chưa luyện đọc. Ok, bây giờ cô sẽ xem lại những từ mà trước cô yêu của bạn đọc này. Cô sẽ gạch chân lại và yêu cầu các bạn đọc lại nghe chưa. Mà ấy, vào học thì vào sớm hoặc là đúng giờ, chứ không phải lần nào cũng tự nhiên giáo viên đi chờ học sinh đâu. Gì kỳ cục vậy? Hình như hôm bữa cô yêu cầu các bạn đọc 5 câu đấy mà, chứ không phải là đọc mỗi từ đâu đúng không? Dạ. Ừ, cô bảo đọc 5 câu mà sao lại thành đọc mỗi từ vậy ta? Chả hiểu học kiểu gì này. Rồi mình nghe bài của Phúc trước, xong đấy mình sẽ chữa tiếp. Bài tập về nhà thì ghi về dưới vở ấy để cho nhớ. Tự nhiên cô yêu cầu đọc 5 câu sao lại thành mình đọc một từ. Cũng kỳ. Vô lý nha. And to the power of my soul. Okay. For I chose to live in Phúc ơi, cái bài này là mình làm vội để mình nộp cho cô đúng không? Mình nộp cho cô cách đây 1 giờ, có nghĩa là tự nhiên mình nhớ ra là có bài tập cho nên mới nộp cho cô đúng không? Chứ không phải là mình đọc nhiều lần rồi mình mới nộp. Cô nói có đúng không? Rồi các bạn có một cái cách học bài rất là chống đối nha. Người thì nói chung tất cả các bạn đều có một cái nhược điểm, đó là trước khi mà các bạn quay video hay là ghi âm bài cũ thì các bạn không hề đọc qua đọc lại một lần nữa, hay là không hề lên Google hoặc là một số app dịch thuật để mình check lại cái âm đấy đọc như thế nào. Cái này em gửi thứ 15h16 này. Cô sẽ xem lại thời gian, nó báo là 1 giờ trước. Ui. Lúc 18 giờ 48 phút, có nghĩa là lúc 7 giờ kém 15 thì chính xác là cái giờ đấy mình tự nhiên sực nhớ ra, à tối nay mình học vậy thì có bài tập không nhỉ. Chết rồi, có đấy, và mình vội chạy vào nhà mình làm. Thường thường tất cả những bạn nào mà làm bài tập trước tầm 2 tiếng đổ lại trước buổi học ấy thì đều là sực nhớ ra, bởi vì mình học lúc 8 giờ mà. Thì các bạn bắt từ 6 giờ trở đi ai lại ngồi học cái giờ đấy nữa? Ai lại tự nhiên làm bài tập về nhà giờ đấy? Ok. Mà cô nói có đúng không? Các bạn chả bao giờ các bạn check từ, các bạn đọc đi đọc lại trước khi các bạn trả bài tập cả. Các bạn chỉ quay cho có thôi.
chỉ quay cho có. Nhưng mà ít nhất Phúc với Hân còn đỡ hơn Thế Anh chả bao giờ làm bài tập. Các bạn buồn cười lắm. Cái môn này bình thường các bạn ở trên trường thì tất nhiên bài tập sẽ nhiều bởi vì lý thuyết nó rất là nhiều. Còn ấy, mình học ở đây là chủ yếu học phát âm giao tiếp. Cái này giúp các bạn sẽ luyện đi luyện lại cái cơ miệng, cái khẩu hình miệng của các bạn thôi. Chỉ có mỗi thế thôi nhưng mà mình không làm được. Mình chỉ cần dùng 30 phút ra, 30 phút thôi để đọc đi đọc lại những cái gì mà cô đưa bài tập về nhà cho các bạn đấy, chủ yếu là bài phát âm. Cô cho các bạn bài tập về nhà chủ yếu là bài phát âm. Thì các bạn chỉ việc dành 30 phút để check cái đấy ở trên Google, nghe người ta đọc và đọc đi đọc lại, rồi các bạn quay thôi là được. Thời gian quay chỉ mất 10 đến 15 phút. Ok. Và chúng ta chỉ mất 15 phút để đọc đi đọc lại, check và đọc đi đọc lại những cái câu đó. Các bạn buồn cười đó. Vào học, do vào học chính rồi cho nên các bạn nghĩ là thôi học thêm bỏ qua đi. Học thêm kệ, dẹp, để tính sau. Nhưng mà ngày trước cô đi học nhá, học thêm nó lại đặt lên hàng đầu đấy. Ok, nhưng cái quyết định cho cái kỹ năng mềm các bạn ở đây đấy. Alright. Cho nên là đừng coi thường nha. Với lại ấy, nếu mà mình mà cảm thấy là bài tập, khi nào mình nghĩ đến chuyện là bài tập học thêm thôi tính sau đi, thì mình phải nhớ đến cái điều này, đó là cô đang có mặt ở đây và cái các bạn cần trả đó là bài tập về nhà, chứ đừng có trả cái sự không tôn trọng giáo viên cho cô. Alright, nhớ chưa? Bây giờ này các bạn sẽ mở cái ảnh ngày hôm trước cô gửi cho các bạn, 5 cái câu đấy, ảnh 5 cái câu mà hôm trước cô yêu cầu các bạn về nhà học ấy. Mở cái ảnh 5 câu mà hôm trước cô ra bài tập về nhà cho các bạn đi, để cô bày lại cho mà đọc. Mở ra chưa? Thế Anh, Minh Phúc, Hân đã mở cái ảnh đấy ra chưa? Okay. Rồi, bây giờ cô đọc lại. Các bạn nghe cô đọc rất chậm từng chữ này. Những cái bạn lớp 4, các bạn ấy còn thông minh hơn các bạn ở chỗ là mình đọc chậm nhưng mình chắc từng chữ. Mình đọc đúng từng chữ. Còn các bạn là không. Cho nên bây giờ cô đọc câu 1, sau đấy cô check luôn sau khi cô đọc này. Cô đọc chậm từng chữ một nhé. Bạn nào không hiểu cái gì thì hỏi luôn, không đến khi cô hỏi không biết là coi chừng đó. Nào, number one. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment. Nghe từng chữ luôn này, từng từ luôn này. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment. Nghe rõ chưa? Cho các bạn đúng 30 giây để thử đọc lại câu này một lần nữa. Rồi, Hân đọc cho cô. Hân có đang đọc không? Rồi, con đang đọc mà cô không nghe được rồi. Nào Hân ơi, bây giờ con đang dùng máy tính đúng không? Rồi bây giờ con cầm điện thoại lên, con thu âm vào điện thoại đi cho cô, gửi qua cho cô, câu thứ nhất. Cầm điện thoại lên và ghi âm gửi qua cho cô. Thế anh đọc cô nghe câu 1. Dạ vâng. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment. Có một từ thì anh đọc sai, thì anh nghe lại mình sai ở chỗ nào. Nghe lại này. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment. Có một từ mình đọc sai, đó là từ nào? Without. Không phải. You are a volunteer if you help other people willingly without payment. Azu.
Chính xác. Other. Nghe chưa? Thư. Thế anh đọc là other. Thế anh để ý. Cái đấy đọc là other. Rồi Phúc đọc cho cô câu 1. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment. Mình để ý cái chỗ trên họ. Mình đọc rất là nhẹ nhàng. Nếu mà mình đọc kiểu đấy cô nghe giống như kiểu là help. Ok, mình để ý mình đọc rất là nhẹ thôi. Help. Help. Thử đọc cho cô help. Help. Ok. Nhớ bật âm p lên nghe chưa? Hân đã gửi ghi âm qua cho cô chưa Hân? Hân ơi, gửi ghi âm câu 1 qua cho cô nào. Cô chưa thấy cái Hân gửi đâu nha. Lẹ lên, nhanh lên. Rồi, cô nghe, cô thấy rồi, để cô nghe. Con thưa cô là you are going to interview you or to people who's doing it in film. Hân nghe lại cho cô nhé. Hân nghe lại cho cô này. Hân đọc sai tùm lum. Cái chỗ help other people willingly and without payments. Cái chỗ other thì mình đọc thành other. Cái chỗ willingly and without payment mình cũng đọc sai luôn. Nghe cô đọc lại. You are a volunteer if you help other people willingly and without payments. Đó, cô gửi cho con để con luyện lại sau. Còn bây giờ mình qua tiếp câu thứ hai. Nhớ là khi nào cô đọc xong thì các bạn luyện luôn. Các bạn đọc theo liền luôn. Chứ không là các bạn không có đọc được đâu. Nghe này. Homeless people are those who do not have a home and really need help. Cái câu này đặc biệt là Phúc phải phân biệt cho cô hai từ. Một là từ have và một là help. Đó. Mình đọc hai từ quá là giống nhau đi. Một cái là have, một cái là help. Ok. Một cái sẽ bật cái âm cuối là v, còn một cái sẽ là uốn lưỡi và bật âm p. Have, help. Nghe chưa? Cô đọc lại câu 2. Homeless people are those who do not have a home and really need help. Rồi, bây giờ các bạn, Hân thì nhớ là xong câu nào thì ghi âm câu đó liền cho cô. Còn hai bạn, Thế Anh và Minh Phúc có 30 giây để các bạn luyện lại. Cô đọc lại lần cuối cho các bạn nghe này. Number two, homeless people are those who do not have a home and really need help. Hân nhá, nhớ ghi âm lại, ghi âm liền cho cô. Ghi âm liền sau mỗi lần mà cô đọc câu. Thế Anh và Phúc có 30 giây để luyện. Thế anh đọc cô nghe nào. Homeless people are those who do not have a home and really need help. Ok, thì Phúc nào. Homeless people are those who do not have a home and really need help. Homeless people, mình không đọc là homeless. Cái đấy đọc là homeless. Okay? Homeless. Ờ nhá. Để cô sạc cái máy đã nào. Chuẩn bị các bạn. Coi tiếp câu 3. Ngay cô đọc câu 3 này các bạn. Câu 3 nhé. Hân gửi cho cô câu 2 đi nào. Ghi âm cho cô câu 2 nhanh nào. Hân đâu, cô nói sau mỗi lần cô đọc thì gửi liền đi mà. Sao mà cứ phải để chờ đấy. Cô đã cho hai bạn đọc rồi. Nghe này. Các bạn nghe nhé. Homeless people are those who do not have
Hân đọc kiểu gì đấy con? Nhìn vào chữ mà đọc kìa. Nhìn vào từng chữ mà đọc nó. Sao mình đọc linh tinh vậy? Nghe cô đọc này, nhìn vào. Nhìn vào nghe cô đọc lần cuối. Homeless people are those who do not have a home and really need help. Hân ơi, đọc lại đi. Sai linh tinh rồi. Thế thật đấy. Đọc kiểu gì đấy? Hân gửi lại cho cô một lần nữa. Hân gửi lại ghi âm cho cô một lần nữa đi. Nghe cô đọc này, nhìn vào từng chữ để nghe cô đọc trước. Các bạn khác chịu khó chờ nhé. Nghe này. Homeless people are those who do not have a home and really need help. Đấy, mình đọc lại đi. Mình đọc linh tinh. Mình không nhìn vào chữ, mình đọc mà đọc vẹt hả? Hả? Lại đi con. Gửi ghi âm lại liền cho cô đi. Hân đâu, gửi nhanh lên con ơi. Cô chờ Hân lâu quá, chắc cô cho Hân gửi một lượt sao vậy, không làm như này được. Các bạn nghe cô đọc câu tiếp theo này. Nghe đọc câu thứ ba này. She often donates money to charitable organizations. Câu này khá là khó ở các từ cuối cùng, cho nên cô đọc lại một lần nữa cho các bạn nghe. She often donates money to charitable organizations. Có cần đọc lại một lần nữa không? Cô đọc cái từ gần cuối cùng là cô. Hân ơi, cái câu 2 chú ý cho cô này. Cái câu 2 ở cái chỗ từ who, tại sao con lại đọc là were vậy? W-H-O, nó đọc là who, ok. Cái từ really need help, mình đừng có đọc sang kiểu khác. Các bạn nghe Hân đọc này sao nó cứ bị linh tinh vậy ta? Homeless people are those who do not have nào. Thấy chưa, mình sai tận 4 từ trong một câu lận. Cái từ who mình đọc sai này, cái từ really thì mình đọc thành ready, cái từ need thì mình đọc thành near. Nghe chưa, who really need help. Cô đã ghi âm và cô gửi cho con thì con luyện đi luyện lại ở nhà là phải có trách nhiệm luyện bài đấy. Rồi bây giờ là cô đọc lại câu 3. Hân sẽ có trách nhiệm là nghe xong gửi đọc liền cho cô, đọc lại và gửi liền cho cô. Còn thấy anh và Phúc nghe tiếp này. Các bạn nghe câu 3. She often donates money to charitable organization. Charitable organization. Nghe chưa? Cô đọc lại từ cuối cùng một lần nữa. Charitable organization. Được chưa? Charitable organization. Đọc đi đọc lại đi. She often donates money to charitable organization. Ok, rồi Hân thì gửi liền cho cô qua cái Zalo. Còn hai bạn có 30 giây để ôn tập. Ok, Phúc đọc cô nghe. She often donates money to charitable organizations. Ok, đọc lại từ cuối một lần nữa cho cô nghe này. Charitable organization. Charitable organizations. Ok, Thế Anh đọc cô nghe. She often donates money to charitable organizations.
Rồi, ok. Hân nhớ gửi cho cô nhá. Bây giờ các bạn nghe tiếp câu thứ tư. Number four. The activities that individual or organization do to benefit a community are called community service. Nghe lại một lần nữa, cô đọc từng chữ một thật chậm rãi cho các bạn nghe này. The activities are, sorry, lại một lần nữa nhé. The activities that individual or organization do to benefit a community are called community service. Một lần cuối cùng này. The activities are, sao mà cái đọc A vậy ta? Nghe nhá, the activities that individual or organization do to benefit a community are called community service. Ok, còn từ nào mà mình thắc mắc mình biết đọc không? Từ individual. Ờ, bây giờ cái từ đấy các bạn nhìn vào từng chữ của nó này. Individual. Individual. Okay, individual. The activities that individual or organizations do to benefit a community are called community service. Cô nó vụt màn hình lên à cô? Các bạn nhìn vào trong cái ảnh mà cô gửi cho các bạn đấy, bây giờ mình đã check xong những cái câu đấy đâu, bởi vì là trong này thì nó không có đáp án cho nên là các bạn nhìn vào cũng khó, thế để cô vuốt lên cho. Nhớ thì nhìn. Rồi Phúc đọc cô nghe nào. The activities that individuals or organizations do to benefit a community are called community. Lại một lần nữa này. Rồi, nghe lại. Cái từ individual mình đọc quá là rõ dual đi, không phải nhé. Cái này là vuốt từ dual qua o, ok? The activities. Bởi vì sao lại đọc vào the? Bởi vì cái từ bắt đầu cho activities là nó là nguyên âm đúng không? Cái từ bắt đầu cho activities là một nguyên âm ở ngoài. Cho nên mình phải đọc vào the, không thể là go được, ok? The activities that individual or organization do to benefit of community are called community service. Rồi đọc lại cho cô đi Phúc này. The activities that individuals or organizations do to benefit a community are called community service. Đúng rồi, đợi cô thử nhé. Con nó dài nhá. Ok, thế anh đọc nghe. The activities that individuals or organizations do to benefit the community are called community service. Đọc lại cho cô này, nghe này. Thì anh đọc sai rất là nhiều từ luôn. Nghe nhá. The activities that individual or organization, nghe chứ không phải organize, lúc nãy thì anh đọc là organization là sai, nó là organize, organization due to benefit of community or code, community service. Đọc lại. Look, the activities that individuals or organization Jason do to benefit a community or call community service. Okay. Câu thứ năm nào.
Hân ơi, Hân gửi được cái nào thì gửi đi nhá, chứ cô cũng không chờ Hân được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách là mình gửi cho cô để lát nữa học xong cô nghe cô chữa cho mình thôi. Thế bây giờ cái thiết bị của mình như thế là cô cũng bó tay rồi đấy. Cho nên là mình cố gắng bằng cách là mình gửi qua Zalo cho cô để cô chữa thôi, nghe chưa? Nhá. Câu thứ 5 các bạn nghe cô đọc. Nhìn vào câu thứ 5 đi nào. Mỗi lần cô đọc là cô đều gửi ghi âm cho Hân đó, cho nên Hân cũng cố gắng là đáp lại cô bằng cái ghi âm đấy, nghe chưa? Five. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation. Các bạn nghe lại một lần nữa. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation. Ok, có từ nào không biết? Để cô đọc lại. Cuối cùng là có Từ cuối cùng là situation. Situation. vậy cái từ là effect. 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 Đọc lại cô. Ok, cô đọc lại cả câu nhé. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation. Rồi đưa cái cô. Cuối cùng là gì cô? Rồi các bạn đọc đi đọc lại. Si Situation. Situation. quantity effect. Đá. Nước hóa ở trong trà. Nãy giờ cô nói cô quên mở mic, cô nói một mình. Rồi thấy anh. Đọc cô nghe đi. Đâu không? If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation. Trời ơi bà ơi, có cái từ dễ vậy mà đọc nổi. Situation. Chết rồi, thấy anh này thất tình rồi. Này, nghe lại một lần nữa nha. Nghe lại một lần nữa này. Gần trung thu rồi mà thất tình hả thế anh? Thế thì mai đi Không, chơi với ai? em ốm không Ừ. Ốm bị luôn ốm. hả? Tưởng thất tình chứ. Nào, nghe nhá. Nghe câu 5 này. If you had... Sorry. Là, lại một lần nữa này. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation. Được chưa? Đọc lại cái từ cuối cùng là situation nhé. Rất là dễ mà. Situation thôi. Rồi thì anh đọc lại cho cô cả câu nào. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect or effects or a person or a situation. Situation. Situation.
Trời ơi, nhìn vào cái chữ là mình đọc được mà, situation thôi, mình đọc nhiều cho cô nghe nha. Đấy, tác hại của việc không làm bài tập đấy. Nhớ là ngày mai mà không gửi bài tập, hôm sau không cho vào lớp đâu. Cúc ơi, đọc cho cô nghe nào. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situations. Cái từ mà make a difference, thứ nhất là mình sẽ nối từ make qua a là maker, rồi thứ hai nữa là cái từ difference, nó không phải là different, nó là difference, difference, ok, nhớ nhá, difference. Rồi Hân ơi, Hân nhớ gửi cho cô đấy nhá. Vừa rồi chúng ta check 5 cái câu đấy xong rồi. Ok, bây giờ mình học bài mới thôi. Nói chung các bạn hôm nay khiến cô khá là buồn bởi vì bài tập về nhà chưa đạt đạt tiêu chuẩn. Hân thì làm sai cái yêu cầu về về nhà thì đọc chưa có tốt do là mình nộp bài một cách gọi là cho có, còn Thế Anh là quá tệ là không nộp bài. Thế thì nhớ là Thế Anh ngày mai nộp lại, ok. Còn Hân sẽ có cái nhiệm vụ là gửi lại, đọc lại những cái câu đấy và gửi lại cho cô. Còn Phúc thì nói chung là đỡ nhất thì thôi bớt tha cho lần này, ok, được chưa? Rồi các bạn nhớ nhá, nhiệm vụ đây nhá. Ok, lớp này quá tệ rồi. Học một cách chống đối. Ok. Nào, bây giờ mình xem. Bài mới của chúng ta là gì đây? Choose the phrase. Phrases, ok. Vocabulary, choose the phrases that match the pictures below. Write them in the spaces. Nào, có nghĩa là bạn hãy chọn những cụm từ để nối với những cái bức tranh ở phía dưới và viết chúng vào cái những cái chỗ trống, được chưa? Nào, ở cô trong cái á, cô hả? cô ơi, cô đã vụt xuống cho cô. Có xuống rồi đưa à? Xem nào. Thấy chưa? Thấy màn hình chưa? Dạ. Rồi, thấy rồi đúng không? Phải là Nào. bài một của vocabulary bài một không cô? Thì, close the loop one vocabulary. Thấy chưa? Dạ. Ok, rồi. Cái bài 1 này có nghĩa là gấp nối những cụm từ ở trong box, trong khung này này với những cái chỗ trống, với những bức tranh ở dưới này và điền nó vào những chỗ trống ở đây. Thế bây giờ chúng ta có những cụm từ gì ở trong cái khung này? Các bạn sẽ viết vào trong vở những cụm từ các bạn không biết, được chưa? Và các bạn sẽ nghiên cứu xem nghĩa của nó là gì. Và đầu tiên mình sẽ học cách giải thích nghĩa bằng tiếng Anh cái đã nhé. Ok, now look at the box. We have some phrases like people in the affluent area. Ok, area. Elderly people, sick children, disabled people, homeless people. Rồi các bạn ghi những cái cụm từ này vào trong vở đi cái đã. Cô đi lấy cái đèn cho nó sáng cái mặt qua. Ghi vào xong rồi nghiên cứu nghĩa của nó là gì. Có cái nào không biết nghĩa, ok. Em sợ mai mưa nghe á.
Xong chưa? Biết xong những cái từ đấy vào chưa? Có từ nào không biết nghĩa không? Hỏi nhanh nào. Ký tư cuối cùng ma hang bến thứ hai hả cô? Bến đi cô thứ Từ cuối hai. cùng hàng thứ hai. Cột thứ hai, cái từ cuối cùng là disabled people, có nghĩa là người khuyết tật. Ghi vào nghĩa là người khuyết tật. Cái từ đầu tiên là gì cô? Từ đầu tiên hàng bên trái. Từ đầu tiên hàm bên trái Người là ở vùng people lũ. in flooded đúng không? Là Ừ. người ở vùng lũ lụt. Còn từ nào nữa không? Hân ơi Hân, từ nào không biết thì nhớ viết vào chat để mà hỏi chứ không phải là cái im 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 thế là không có học được đâu nha. Trong khi các bạn cứ ồ ạt các bạn hỏi thì mình cứ im lặng là mình không hỏi, mình không biết được những từ đấy là gì đâu. Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Từ nào không biết con hỏi thẳng đi. Từ nào không biết thì nhắn mà hỏi cô nha, chứ không phải là im lặng đấy nha. Elderly Còn từ nào nữa people. không các bạn? Elderly people là người già. Là có từ nào nữa no. Cô xích chưa là rồi người Phúc trẻ không em còn bị từ bệnh nữa. nào phải hỏi nữa. Đúng rồi, trẻ em mà mắc mắc những cái căn bệnh gì đó đúng không? Việc trẻ em bị bệnh là được. Homeless people là người vô gia cư. Đúng rồi, homeless people là người vô gia cư. Từ đầu tiên bên phải là elderly people là người già nha. Cái từ đầu tiên bên phải là elderly people, người già. Rồi các bạn viết xong, ai mà viết xong thì nhìn lên cô đọc, cô phát âm, các bạn đọc đi đọc lại cho cô này. People in a flooded area. People in a flooded area. Okay. Now flooded. People in a flooded area. Từ tiếp theo là sick children. Sick children. Từ tiếp theo là homeless people. Homeless people. Tiếp theo nữa là elderly people. Elderly people. Tiếp theo nữa từ cuối cùng là disabled people. Các bạn lưu ý này. Phân biệt cho cô people và pupil nhé. People là con người, còn pupil là học sinh tiểu học. Nhớ, people, cái mà chúng ta đang học đây là people. Được chưa? Cái chúng ta đang học là people. Còn pupil là sinh tiểu học. Phát âm cho đúng chỗ. Rồi. Là cái những cái âm cuối là ed, trước nó là phụ âm t hoặc là d thì mình phải bật âm it lên, nghe chưa? People in a flooded area, sick Quên. children, nhớ bật âm cuối. À, cô đọc lại cái từ cuối cùng là cụ thả cho em để cô. Disabled
people, disabled people, disabled people. Rồi các bạn đọc đi đọc lại những cái từ này đi, sai một từ sẽ phạt thêm 3 lần. Cô đọc lại một lần cuối tất cả những cái từ này này. People in a flooded area, sick children, homeless people, elderly people, disabled people. Được chưa? Có cần lại thêm lần nữa không? Flood gì cô? Inner gì cô? People inner gì cô? Cô đọc lại tất cả các từ này một lần nữa nha. People in a flooded area, sick children, homeless people, elderly people, disabled people. Flooded cô? Từ nào? Con muốn hỏi từ nào? Cái từ flooded cô? Đọc là flooded. 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 Fluted. It, okay, it. Cái phòng bên này bạn cũng có con trai đến chị nhỉ? Chị Thảo. Chị Thảo. Fluted thì có. Từ people in a fluted area. 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 Chưa mẹ cô. Nghe cái bài Blackpink nhá. Có cái bài Blackpink in your area. Nghe chưa? Đấy. Blackpink cái câu đầu của mỗi bài hát nó đều. Rồi, ok con đi ra ngoài đi. Con đi đâu đi. Các bạn nghe cái câu đầu của mỗi bài hát trong Blackpink ấy là Blackpink in your area. Đó, cái từ đấy. Area. Từ đi xa gì cô? Đi xa biệt thôi cô. Cũng phải là Blackpink cũng phải là cái bốn người mà đi xa gì cô? Con gió xe đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Thì anh hỏi gì đấy thì anh? Cái này đúng không? Cái từ cuối đúng không? Thì anh hỏi từ cuối là disabled. Từ cuối là disabled. Hân ơi, có cái gì thì phải hỏi nha Hân. Hân im lặng như vậy là cô không biết đường nào cô dạy cho Hân tiến bộ hơn đâu đó. Con không biết, con phải hỏi, muốn giỏi con phải học chứ. Mấy đứa này cô tắt cái là nó tắt theo luôn vậy. Đùa chứ. Hay là do mạng yếu mới tắt ta. Cô Dinh chào các cô ạ. Thế ai? Hân đâu? Thế anh với Hân? Rồi, đi lấy cục sạc cô. Đó lấy cục sạc xong. Nào, đọc được chưa? Đọc được tất cả những từ này chưa? Hân nãy giờ tắt hơi lâu rồi nha. Cô biết đó. Rồi, bây giờ các bạn này. Đọc cho cô nào. Ai? Ai tự tin đọc được đúng tất cả những cái từ này? Đọc lại lần cuối trước khi gọi này. Đọc lại lần cuối trước khi gọi nhé. Nào, nghe. People in a flooded area. Elderly people. Sick children. Disabled children, homeless people. Okay. À, khúc nào, khúc đọc cho cô nghe. People in flooded area. Chết rồi, cái từ này khúc đọc vở quá. Cái từ flooded. People in a flooded. Khúc đọc lại cái từ này nào. Area. Okay. Đúng rồi, flooded nhá, flooded. Ok, rồi tiếp tục đi. Sick
children, homeless people, elderly people, disabled people. Cái từ children, sao cô cứ nghe mình đọc ra chiêu ta? Chiêu. Cô cứ nghe mình đọc ra chiêu ấy. Cái này là disable nhá, không phải disable, sorry. Cái chỗ sick children ấy, mình đọc chiêu ra chiêu cho cô nhá. Sick children. Rồi cái từ cuối là disabled children. Disabled people. Disabled people. Được chưa? Đọc lại cho cô nghe hai cái từ này nào. Children. Sick children. Tiếp tục từ đấy nha. Disabled people. Rồi, ok. Thế anh đọc cho cô nghe nào. Hân ơi, Hân thu âm gửi cho cô Hân. Ghi âm gửi cho cô nhanh lên. People in a flooded area. Sick children. Homeless people. Elderly people. Disabled people. Rồi, ok. Hân ơi, gửi ghi âm gửi cô liền đi nha. Mẹ, rồi bây giờ các bạn khác cái cho cô đi. Viết nghĩa xong rồi thì bây giờ mình chờ cô, thì cô nhận cái ghi âm của Hân xong rồi cô sẽ lướt lên cho các bạn xem nhá. Bây giờ ngồi học nghĩa với cả đọc đi đọc lại cái phát âm đi, để cô xem cái Hân gửi như nào đã. Hân chú ý này, cái thiết bị của mình đã như vậy rồi thì mỗi lần mà cô gọi các bạn đọc thì mình ghi âm gửi liền đi ha. Rồi, để cô nghe của Hân như nào. People in a flooded area. Stick children. Less people. Every people. Mình đọc như thế này là không được rồi Hân này. Cô gửi lại cho Hân này. Nhá. Mình đọc như thế này là sai gần hết các cái từ của người ta rồi. Cô gửi lại cho Hân để Hân luyện này. Hân luyện ở nhà nhé. Và lưu ý này. Mỗi ngày Hân phải luyện tiếng Anh cho cô, luyện đọc tiếng Anh cho cô. Chứ không phải là chỉ gửi bài tập về nhà đâu nha. Ok, khi nào cô gửi cái ghi âm gì ấy. Thì mình sẽ phải gửi lại cho cô và đọc đi đọc lại thật là nhiều lần nữa. Rồi mới gửi, ok. Nghe cô đọc lại, cô gửi ghi âm cho này. People in a flooded area. Sick children, disabled people, homeless people. Đó, cô gửi ghi âm cho Hân rồi đó. Ở nhà đọc đi đọc lại, sau đấy gửi lại cho cô. Nhớ chưa? Bây giờ các bạn sẽ nối những cái từ trên này với những cái bức tranh dưới này cho cô. Cô thu nhỏ lại để các bạn. Đấy, ok. Rồi, bây giờ các bạn nhìn vào những từ các bạn vừa mới ghi. Sau đó nối với những cái bức tranh này cho cô. Nhìn vào những cái từ mà mình vừa mới viết vào trong vở, xong đấy nối với những bức ảnh ở trên bảng, ok. 2 phút thôi nha, dễ, quá là easy luôn. Finish. Ok, rồi đợi các bạn khác làm xong rồi. Finish. Rồi, ok. Hân xong rồi thì nhắn vào chat con xong rồi cho cô cả nhé. Yes or no cũng được. Rồi, nhiệm vụ của Hân sẽ là gửi đáp án qua Zalo cho cô. Nhắn đáp án gửi qua Zalo. Còn Thế Anh nào? Thế Anh sẽ làm 2 bức tranh đầu, Phúc sẽ làm 3 bức tranh cuối. Thế Anh là number one. Sick children. Thế Anh. Sick children. Sick. Rồi, sick children. Number two. Number two.
Cô kia cổ sinh số 2 là người già bị bệnh hay người già vô gia cư gì cô? Thế bây giờ mình loại trừ bằng cách là những dùng những bức bức tranh khác đi. Mình dùng những bức tranh khác để mình biết là dùng những bức án ra. Homeless people. Homeless people. À không không không. Cô sẽ cho nói lại. Từ cái này có người thân. Cho nói lại đấy. Elderly people. Cô. Ok, elderly people. Rồi cô vẫn ghi nhận đáp án của Thế Anh nhá. Lát nữa cô câu 3, câu 4, câu 5, sửa câu 1, câu từ từ cô, câu một sửa khác. Rồi sửa lại đi, cho sửa thoải mái đấy. Sửa tạm. Số 1. Số 1 là em chọn gì ạ? Homeless people của cô. Số 1 là homeless people. Số 2. Thì số 1 homeless people, số 2 là gì ta? Cái gì? Không, từ từ. À nhớ rồi, số 1 disabled people mới đúng. Disabled chứ. Disabled people chứ. Số 2 là gì? Số 2 là elderly people cô. Rồi thế thì Thế Anh đáp án của Thế Anh. Ok rồi, thế thì Phúc. Phúc đáp án của Phúc là 3 4 5 là gì Phúc? Cái số 3 là homeless people. Cái số 4 là sick children. Cái số 5 là people in flooded area. Flooded nào. Con đọc gì mà con đọc cái từ này xấu thế. Từ flooded mình đọc cho sang lên, đừng flooded. Ok, no. Flooded. Ok. Con đập mà cô thấy ghê luôn á, cô nghe tiếng luôn á. Rồi, fluted nhá. Nào, bây giờ các bạn, cô sẽ chữa này. Hân, đầu tiên là Hân gửi cái đáp án cho cô. Chưa thấy, Hân là chỉ cần soạn đáp án vào và gửi cho cô thôi mà. Mình viết vào chat rồi hả? Những cái liên quan đến đáp án hay là thì mình gửi vào Zalo nha. Đâu rồi? Hân nào gửi Zalo đáp án cho cô. Mình chỉ biết soạn và gửi thôi, nhưng mà tại sao lại phải để các bạn khác trả lời xong mình mới gửi? Mấy cái đấy mình linh động đi. Những cái mà gửi cái gì, cô nói cái gì thì gửi liền. Bây giờ cô chữa này, lúc nãy mình có những cái từ gì đây? People in a flooded area. Được chưa? Thì nhìn cái... Đúng không? Xung quanh anh toàn là nước A ha. Đó. Thì là people in flooded area. Một màu xanh xanh đấy, chấm thêm bằng vàng đấy, được chưa? Rồi, đấy là câu 5. People in flooded area. Từ tiếp theo, đó là từ elderly people. Có nghĩa là người già. Người già thì mình phải làm một bức tranh số 3. Ok? Người già phải làm một bức tranh số 3. Elderly people. Có thấy hai người già đây không? Có thấy hai người già đây không? Ừ. Hả? Đây, hai người già đấy. À không. Ờ đúng rồi. Sorry. Đây này, đây mới là elderly people này. Sorry, đây mới là elderly people. Ok, đây là homeless people này, đúng không? Ok, yeah. Đây là homeless people. Rồi tiếp tục này. Đây là disabled people. Bây giờ có một người khiếm khuyết rồi, một người ngồi khen xe lăn. Thì đây là những người bị... Cái gì? Lúc nãy cô nói disabled people là những người bị khuyết tật đúng không? Đó, rồi. Chính là bức tranh số 1. Bức tranh số 1 là disabled people nha. Rồi, tiếp theo là từ gì? Sick children đây, ba đứa trẻ bị ốm đấy đúng không? Bị bệnh đây. Đó,
Thì đây là sick children. Tất cả những bức tranh là gì? One, disabled people. Two, elderly people. Three, homeless people. Four, sick children. Five, people in affluent area. Được chưa? Yeah. Sắp chưa? Đấy, chốt lại rồi đấy. Rồi, nhận ra cái vấn đề chưa? Thì anh nhận ra cái vấn đề mình sai chỗ nào chưa? Ban là đúng cả. Hân ơi, vẫn chưa có đáp án cho cô luôn hả? Hay hay cô chịu. Bây giờ bài 2 nào. In pairs, làm theo nhóm. Take turns describing the people above. Your partner guesses which picture you are talking about. Then discuss how you can help the people in these situations. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ làm theo nhóm, chúng ta sẽ quay lại để miêu tả về những cái nhân vật ở phía trên này, tức là những cái người mà có cái hoàn cảnh của riêng của họ, được không? Đó, và cái bạn, cái đối phương làm cùng nhóm với bạn sẽ đoán xem là cái bức tranh đó mà bạn đang nói về là bức tranh nào, đúng không? Sau đấy thì sẽ thảo luận với nhau là các bạn có thể giúp những bằng cách nào các bạn có thể giúp những người đó trong những cái hoàn cảnh, những cái tình huống đó, đúng không? Ví dụ, cô lấy ví dụ nhé. Chúng ta sẽ miêu tả về những cái người mà ở vùng lũ lụt đi, đúng không? We're gonna describe about people in a flooded area that they always want to avoid flood, okay, and live within water, okay, water everywhere. Có nghĩa là mình sẽ miêu tả như cô nói là gì? Những người này người ta luôn tìm cách để mà chống lại bão lũ này, lũ lụt này, và người ta gì đấy, luôn luôn phải sống với những cái sự ngập lụt, đúng không? Xung quanh đều là nước này, đúng không? Đó, đấy là chính là cái sự miêu tả. Ok, các bạn sẽ bằng cách nào đó các bạn miêu tả được cái bức tranh đấy. Và đối phương của mình, khi mà mình cô miêu tả xong như thế, ví dụ bạn, đối phương của cô là Thế Anh. Cô làm nhóm với Thế Anh thì cô vừa rồi cô đã miêu tả rồi. Thì Thế Anh sẽ đoán được là, oh, it's picture about people in the flooded area. Đó, có nghĩa Thế Anh đoán được là người ở vùng lũ lụt, được không? Đó, xong đấy chúng ta sẽ nghĩ cách là làm sao để mà đỡ ở đây. Mình giúp đỡ thì mình sẽ làm một cái gì đó nhỏ nhỏ, chứ cũng không làm được gì nhiều, thì bằng cách là gì? Quyên góp đồ ăn này, đúng không? Mình sẽ dùng từ gì mà hôm trước mình đã được học? Provide food, ok? Provide food, hay là donate money, đó, cung cấp thức ăn, hoặc là quyên tặng, quyên góp tiền, or cái gì đấy, đúng không? Mình sẽ nghĩ cách để mà mình giúp đỡ người ta, ha? Rồi, đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên bây giờ các bạn sẽ có phút để làm gì? Bây giờ các bạn có 5 phút để mà miêu tả một trong số những bức tranh mà các bạn muốn nói đến. Được chưa? Đó, miêu tả. Xong đấy các bạn sẽ đưa ra cái phương pháp, đưa ra cái giải pháp luôn cho cái bức tranh mà các bạn muốn nói đến luôn. Đưa ra cái giải pháp để giúp đỡ những người trong những hoàn cảnh đấy. Sử dụng những cái từ, những cái cụm từ mà hôm trước chúng ta đã học được học. Ví dụ, cô sẽ quay lại cái phần mà trước đấy cho các bạn xem. Hôm trước, cái động từ ví dụ như donate, volunteer, help, recycle, plant, encourage, clean, provide. Được chưa? Đây, những động từ này đây. Donate, help, clean, provide. Mình sẽ sử dụng những động từ này đi kèm mà mình muốn dành những cái giúp đỡ của mình cho người ta. Hiểu không? Rồi, bây giờ các bạn cần 5 phút hay 10 phút để đưa ra cái miêu tả và giải pháp cho bức tranh các bạn muốn nói nào. Các bạn cần bao nhiêu phút? 5 phút ha? Được không? 7, 7 phút. Được không? Cảm thấy 7 phút đủ không? Yeah. Ok, thế anh làm 7 phút đủ không? Được bức tranh thôi hả cô? Các bạn chỉ cần miêu tả một bức tranh mà các bạn muốn thôi.
đó và đưa ra cái giải pháp cho bức tranh đấy luôn, và đối phương của các bạn chỉ việc là đoán là bức tranh nào, được chưa? Là mình miêu tả mấy cái bức tranh trong ABC và để đất phương đáp. Mình chỉ cần chọn một bức tranh mà mình muốn miêu tả và mình muốn đưa ra giải pháp thôi là được. Ok. 7 Ok. Rồi, 7 nhá. 7 phút đủ không thì anh và Hân? Mười có. Rồi, 7 phút cho các bạn bắt đầu. Hân sẽ sau 7 phút Hân sẽ gửi cho cô cái bức tranh mà mình miêu tả. Tức là Hân miêu tả về cái bức tranh đấy. Sau đó Hân đưa ra cái giải pháp cho cô luôn nhé. Cái giải pháp mà cô muốn nói đến là cái gì các bạn? Đây này, là how you can help the people in this situation, có nghĩa là các bạn sẽ làm cách nào để giúp đỡ những người trong những hoàn cảnh đó. Được chưa? Thế thì các bạn để ý nhỉ? Cái giải pháp là nữ người ta thôi, mình không làm được thao tác đâu, cho nên là đừng có nghĩ nhiều, mình sử dụng những cái động từ mà hôm trước mình được học thôi là được thôi. Hả? 7 phút là đến 9 giờ 20. Hả? Member theo thứ hai.
Xong chưa? 1 phút nữa nha. Cảm thấy có đủ không? Có đủ thời gian không? Có cần thêm bao nhiêu phút nữa không? Three. Rồi, 3 phút nữa. Rồi, ok. Cho 3 phút nữa luôn. Cho hẳn 5 phút đến 9 giờ 25. Sắp xong chưa? Finish. Finish. Giờ cô biết rồi, để các bạn khác xong đã luôn đã. Thế anh xong chưa thế anh? Hân đã nộp bài cho cô rồi nè. Làm một bức hình A, ba bức hình con. Mình Sao con nói sao? làm ba bức bình bức hình ABC Thế anh nói cái gì mà ABC á hả? Cái gì? Chả hiểu. Nói lại đi. luôn. Thế là mình làm mấy cái hình ABC này luôn không con? Không. Trời ơi, nãy giờ. Tức là mình chọn một trong số các bức tranh.
sau đấy miêu tả làm sao để lát nữa mình nói cho bạn đoán là bức tranh đấy là bức tranh về cái gì. Sau đấy mình sẽ đưa ra cái phương pháp để mà giúp đỡ những cái người trong những cái hoàn cảnh mà mình đang muốn nói đến, được chưa? Rồi, bây giờ ví dụ như thân ví sao? Rồi, bây giờ nha, cô sẽ nói ví dụ của Hân này. Hân có Hân miêu tả về những người vô gia cư nhé, có nghĩa là những người nghèo, poor people in the streets, they always, có nghĩa là bạn đang muốn nói đến cái gì, homeless people, những người lang thang đấy, always roam, đi lang thang. Thế thì cái phương pháp, cái giải pháp bạn muốn đưa ra đó là we need to help them, give them food, có nghĩa là giúp đỡ họ, quyên góp thêm, tặng họ cái gì, đồ ăn hoặc là thực phẩm, được chưa? Rồi, thế thì Thế Anh với Phúc nào, bây giờ Phúc sẽ miêu tả cái bức tranh để Thế Anh đoán nhanh lên nào. There are three children who are sick. Thế Anh đoán đi. Dễ rồi. Đọc lại Phúc, đọc lại. Đọc lại. Phúc nói lại này. There are three children who are sick. Bức tranh số 4. Rồi, mình phải nói bức tranh đấy là về cái gì chứ, thì anh? Peter is sick children. Đúng rồi, ok, đưa ra cái giải pháp nào Phúc ơi. Donate money for medical treatment. Okay. Donate money for medical treatment. Có nghĩa là quyên góp tiền để là gì? Cho cái nền, cho cái sự điều trị. Okay, điều trị y tế các hồ. Okay, rồi. Tiếp tục, Thế Anh sẽ là người miêu tả cái mà nói đến đó. Thế Anh đâu? Lẹ. Thế Anh miêu tả đi, ớt kêu. Miêu tả sao thì quên. Đấy, có ghi vào vở đâu. Căn bản là học môn cô chả bao giờ có vở để ghi, cho nên làm sao mà biết được. Có mà. Nhanh, lẹ đi. Em ghi cách giải pháp mà em quên ghi cách giải thích rồi. Quên. Miêu tả thì không ghi, ghi cách gì, cách gì. Vậy nhanh lên, nói nhanh lên. Không cho chờ đến bao giờ nói được thì nói. Từ từ để em đứng rồi. Rồi thoải mái, chờ đến 10 giờ luôn cũng được, thoải mái. Được chưa? Các bạn đang chờ. Không gì is the homeless people. Đấy, nó nói ra luôn rồi. Nói chung là liên quan về homeless people của vô gia cư. Ôi giời ơi. Nói xong mình tự đoán luôn vậy đó. Thôi được, đưa ra cái giải pháp cho cô nghe nào. Cái phần đặc biệt luôn. I help the homeless girl. Cái gì? I help the homeless. À, có nghĩa là gì? The homeless girl, những người người vô gia cư. Chắc tôi chết. Tào lao không à bà? Bà này nói gì rồi cô? Rồi.
Nói cái gì nuôi người vô gia cư hay là gì đấy? Thế anh nói cái gì đấy, nói lại cô nghe nào. Apostle, apostle helpless. Là sang ta dịch sang tiếng Việt nói rõ to rõ ràng cô nghe nào. Những người người vô gia cư cô. Đấy. Đấy nó nói là nhận nuôi người vô gia cư thằng Hâm. Rồi bây giờ nói này rau quả. Bài tập về nhà thì cô nói nhá, bài tập về nhà thì Phúc được miễn bởi vì Phúc là bài tập nữ nhất. Còn Thế Anh thì lưu ý 3 giờ chiều mai là hạn để Thế Anh nộp lại cái bài tập về nhà mà cô đã yêu cầu. Hân quay lại bài tập về nhà và nộp vào ngày mai. Nhớ đọc đi đọc lại trước khi nộp, không phải là nộp một cách chống đối. Ok. Rồi cho các bạn nghỉ, chú ý không nộp hôm sau không vào học. Rồi bye bye các bạn. Bye đi chơi. Bye teacher. Bye bye các bạn. Chị Phúc gì mà chuyển tiền, mẹ nói gì chuyển cho con thì con cũng lo, mà cho mẹ nhé.